Con ăn đi con. Ê, đừng có mức độ lung tung chưa. Con nhà nghèo ăn cơm mướp nè ba. Cuối tháng ăn mức không vậy đó. Ừ, dạy hề. Cá à, rau, cái đó lại là rau. Cá không phải cá đâu, rau á con. Rồi con múc bí ăn đi. Múc mướp. Mướp à. Có ngon không con? Cây này có ngon không? Ê. Giỏi quá à ba ơi. Đưa tay hả? Ba phải gửi tiền về nhiều nhiều chứ con ba ăn gì nè. Ủa ăn mà cắm mặt luôn ba thấy không? Trời ơi, xíu nó bê luôn cái con nước nè. Rồi đó con không, ba thấy chưa? Đổ con, đổ con. Trời ơi, đổ con ơi cái tô đó. Thôi. Trời ơi ba ơi. Cái đó không phải ấy đâu, rác đâu, mà là rau á. Kêu cái đó là rác. Rồi xong húp hết tô nước. Ngon không? Ăn rau đi con, ăn luôn, ăn luôn. Sao không ăn? Con kêu ba cho mẹ nghe đi. Kêu ba cho mẹ nghe đi. Lau tay nè, lau tay nè. Lau tay nè, tay dơ nè. Đó khăn nó lau tay đi. Hết rồi. Hết rồi, hết cơm rồi. Thôi mẹ cất nha. Rồi để mẹ đi dẹp.